Anh có người yêu chưa? Mẹ ở đây có cả thằng đéo nào FBI, mẹ nó cầm súng ở đây, mẹ nó dọa tôi, ôi sợ vãi đái. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop sikẹo.vn, shop Free Fire giá rẻ uy tín. Hiện tại ở trên shop đang giảm 50% tất cả các vòng quay và đặc biệt là giảm 70% vòng quay trung thu, nổ hũ lên đến 19.999 kim cương, tất cả chỉ có tại shop sikẹo.vn. Ôi nhưng mà chú hỏi này, lên lớp không học thật à? Chú mời chai ngon vào đây. Cái gì? Chai ngoan quá. Đào đâu ra? Thôi chú là chai ngoan này cháu ơi. Đéo tin. Chú chai ngoan mà. Thật. Mừng nhìn anh em. Comment chú chai ngoan. Đéo. Dại gái rồi á? Không, anh có dại gái đâu, anh chỉ dại mỗi Ngọc thôi, không dại gái. Quan điểm nó phải rõ ràng. Nhưng mà Ngọc bê đê mà. What? Thật trùng hợp chú cũng bị lét cháu ạ. What the f***. Bỏ mẹ ơi. Thế là mình lại hợp nhau quá đúng không? Quá hợp vừa đúng không? Chú đang chê dấu. Không, chú vừa chơi mà người vạch tẹt ra hết là sao? Chú có che giấu gì đâu nhở? Người ta chỉ văn vở một tí thôi, không không biết là Hà Nội ngàn năm văn vở đúng không? Nó phải như thế. Chuẩn luôn, quá chuẩn luôn. Ngọc ơi, chú bảo Ngọc này. Thế là bây giờ lên lớp có học không? Hay là lên lớp chỉ ngủ với chỉ ngắm trai? Hả? Yeah. Tuần đầu á thì một ngày 5 tiết thì con ngủ hết 5 tiết, nhưng mà qua tuần sau con cải thiện rồi. Thế là một tuần 5 tiết thì con ngủ 4 tiết rưỡi đúng không? Cuối rồi xong tiết cuối con dạy con chơi. Nó ở cái tầm chất. Rồi hay lắm. Ai sướng như Ngọc đâu mà biết. Học muốn lòi mỡ như sướng vậy chứ. Đâu. Trời, con ngủ với lại chơi, học ở chỗ nào? Học ở chỗ nào, học ở đâu cơ? Ngủ mà cũng phải mệt nữa. Hả? Cái gì? Ngủ nhiều quá nên là mệt đó. Chứ tưởng ngủ là ngủ đâu cơ. Cháu. Nhiều cháu ngủ vừa canh bà cô chứ sướng gì đâu. Mình đâm phè phở. Cháu ấy, làm lý do nhỉ? Thế thôi chú bảo này. Bây giờ ở nhà chăn ấm nệm êm thì không ngủ, nằm lại tựa ở bàn. Thôi cháu ạ, mình không thể lãng phí như thế được. Bây giờ thôi nhà chú chăn ấm nệm êm, cháu về nhà chú mà ngủ có làm sao đâu. Đúng không Ngọc? Con học vì ba mẹ thôi chứ con không học vì đam mê nữa. Đúng rồi. Chẳng qua là học để cha mẹ được cười đấy. Nó là như thế đúng không? Người ta gọi là trách nhiệm đúng không? Đấy. Trường Ngọc thà đóng mẹ cửa đi. Đúng rồi, một cái học sinh mà học thì không học. Quên, chưa tắt mic. Quên. Ngọc ơi, anh chỉ giả vờ thôi nhá. Anh giả vờ thôi. Anh xạo một tí thôi. Không nghe gì à? Đúng rồi. Nãy anh lại bảo là anh yêu Ngọc, anh thích Ngọc, thế Ngọc cũng không nghe gì à? Thôi, mày đừng có bốc quét. Nghe mỗi Ngọc như là bùi. Không phải, Ngọc là yêu, phải thương. Đấy, anh lại thích cơ, bây giờ thích những cô gái thông minh như Ngọc. Đấy, con gái nhà ai mà xinh gái mà giọng đáng yêu thế nhở, dễ thương thế nhở. Mẹ phải cái giọng dễ thương. Bây giờ con chửi nhờ, hết dễ yêu thương. Nhờ? Ngày chửi ba bữa. Ngày chửi ba bữa. Có gì đâu ý. Bây giờ các ông phải chấp nhận và đánh đổi hy sinh một tí một cô gái đáng yêu dễ thương này đúng không? Đấy, ngày chửi công ba bữa công nghe nhiều, công quen như kiểu là chuyên VR con hay vậy mà. VR đâu? thì coi như là đâu có chú nói thật thì coi như là người ta chửi ngày ba bữa công nghe nhiều công quen như kiểu là ngày công ba bữa công phải ăn cơm ấy, có làm sao đâu. Nhiều khi là các ông, tôi bảo như thế này nhá, các ông nghe chửi nhiều các ông quen rồi, bây giờ các ông không nghe chửi các ông lại thấy ngứa trong người đấy, hợp lý. Nên là thôi, chúng ta phải chấp nhận hy sinh một tí đúng không? Đàn ông con trai nhẫn nhục chịu đựng, câu có hiểu không? Em không hiểu. Nhá, thế mà lấy được vợ, các ông lấy vợ đâu phải đơn giản đâu. Này nhưng mà ví dụ ở nhà cháu có rửa bát không? Dạ, cháu có nấu cơm không? Làm hết rồi. Ui, nhà giàu khác nhở cháu nhở? Nhà giàu thế là thuê giúp việc hả cháu?
Dạ không. À, thì lâu ông lâu cũng sao? làm chứ Ừ. Có thật đấy ông, ăn xong rửa bát hay là ăn xong đập bát đấy cháu? Thật đấy, chú hỏi thật đấy, ăn xong rửa bát hay ăn xong đập bát? Trời ơi. Hay hay là nhà nhà cháu giàu nên nhà cháu ăn xong nhà cháu vứt luôn bát và hôm sau dùng bát mới ấy. Đâu À, có ai chú giàu hỏi thật như đấy. chú đâu mà biết. À, không không chú hỏi thật mà. Thế là nhà nhà Ngọc có giàu không nhở? Có giàu không để biết đường yêu thôi hay không này? Bình thường thôi chú ơi, Bình ngày thường à? cơm ba bữa. Ngày cơm ba bữa. Nếu À, mà không ví dụ thiếu. nuôi nuôi thêm chú thì có nuôi được không? À, bữa chú ăn có hai tô thôi, ngày chú ăn hai bữa thôi, bữa bữa sáng chú không ăn. Được chưa? Thế có nuôi được không? Vậy chú ngủ tới chiều luôn À không, chú cũng phải hả? làm chứ, bây giờ làm phải giúp đỡ nên vợ con, giúp đỡ ba mẹ của vợ chứ. Ai lại ngủ? Đâu nghỉ mẹ một đi. Thế là chú hỏi. Bây giờ là chơi game hay chơi game khuya xong rồi sáng lớp ngủ à? À, được. Hay lắm. Hồi tuần trước nha, Ừ, nói vậy thôi. sao? Ừ, sao Chứ không? giờ con chờ đến 4-5 giờ sáng, Ôi xong trời, rồi 4 con năm giờ ngủ sáng. đến 11 giờ trưa, giờ Ui. học buổi chiều. Ui. Thôi 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 11 thôi giờ thôi thôi trưa thôi. xong dạy Con nhắn tin, gái, con ăn nứa cơm xong đi học. thế này hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi cháu ơi. Hỏng 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 hẳn. Chứ giờ không, bây Ăn giờ cũng phải cải thiện lại rồi. Ô chứ này thế chứ thế này thế bây giờ cải thiện lại là như thế nào cơ? Thế bây giờ hả, cải thiện lại là như thế nào cơ? cải thiện lại, bữa giờ mày giờ gặp chú Cái gì cơ? Ơ gì cơ? Vợ nào, vợ nào? hư Tôi thì đã đang bốc phét cái ông này. Trật tự. à thế à. Nhưng mà bo thu vào trong mà sao cháu bay ra ngoài, cháu bị lác đúng không? À, có vẻ cháu đang bối rối đúng không? Chết rồi, 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 chết rồi. Ui. Cháu tôi tầm này là cháu tôi, có Ủa phải cháu tôi bị bối rối đúng không? Chết vậy rồi, chết rồi. Bối rối vì cái gì? Ui chết rồi. Nice. Đúng rồi, các ông phải bình tĩnh, tôi bảo rồi mà. Làm sao mà tán gái các ông ấy phải nóng vội được, không được đâu. Đấy. Tán nhưng mà lại phải giả vờ như không tán. Nó thế nó mới kiểu, nó mới kiểu hack, hack não chứ các ông. mày bị điên Nhưng mà thật ra tôi nói như này, đơn à? giản thôi nhá, hôm nay mới chia sẻ cho anh em một tí đấy là ấy, lứa tuổi học sinh thì học con má đi tán gái cái gì, tán gái là để việc của chú cháu hiểu không, nhỏ không học yêu với trả lương vớ va vớ vẩn đúng không. Như ngọc đây là tự tự kiếm tiền được rồi nên là thôi yêu cũng được, gì đâu đúng không, có gì đâu, chuyện này bình thường. Yêu cũng được nó yêu. Hả, sao không muốn yêu? Bây giờ quá thông minh đúng không? Chưa tìm được thằng nào thông minh hơn để yêu đúng không? Toàn gặp mấy thằng óc chó đúng không? Nên thôi chán đúng không? Chú lạ gì? Không gặp football. Boy á? Thật, ví dụ con đang chơi Hả? football nè. Chơi với boy á? Chú ơi, boy đâu điên rồi. Thật, ngáu này về chú phải đính chính với con như này thật, chú không boy thật, chú boy. Good good boy kêu con voi. Chào người đẹp Alo. trai. Người Trước đẹp đi trai. rồi, chị có buồn không? Đéo. Điện giấy ra. Hôn hít cái đéo gì. Mẹ đang live stream. Đang live stream tự nhiên mẹ mệt. Thằng rẻ rách này nó vào Ông mẹ có mệt. 2K mà. Nó định hấp diêm tôi, đéo hiểu. Anh có người yêu chưa? Đôi môi này chỉ ăn cơm với cá, nào đã biết thơm má ai đâu. Có ghế chưa? Ghế 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 chưa? Ghế chưa? Ở đây có cả thằng đéo nào FBI, mẹ nó cầm súng ở đây, mẹ nó dọa tôi, ôi sợ vãi đái. Tình hình là tôi kể các ông hôm qua tôi gặp Maysipo và mẹ của Maysipo. Tôi bảo, dạ con chào mẹ vợ. Bà già. À quên, thôi quên. Mẹ của Maysipo nhìn tôi với một ánh mắt kinh ngạc, kiểu nani? Bố mày nhớ mày đấy à? Mà thật ra thì bình thường mình hay trêu trêu mà. Thì bởi vậy người ta gọi là football. Không, anh có boy đâu. Thật mà, anh trai tốt mà. Rõ ràng. À, không mà, trai tốt mà. Có ai bao giờ đâu. Sao lại gọi là boy được. Phải đầu tư công ạ nhá. Đầu tư. Đầu tư để làm gì. Đấy, tôi mới kể cho các ông nghe. Giống như kiểu là bây giờ nhá. Các ông mà đợi Ngọc học xong thì thằng khác nó rước con rồi, nên là bây giờ các ông phải đầu tư, hiểu không? Quá chuẩn luôn.
nha, nên thôi Ngọc cứ ra ngoài này đi, anh nuôi nhở. Suy nghĩ nhở. Cần gì suy nghĩ? Không cần suy nghĩ luôn. Thế không không cần suy nghĩ thì là như thế nào cơ? Vớt được của nợ rồi đó chú. Hả? Vớt được của nợ? Có gì đâu. Ui rồi, người ta vẫn thường người ta vẫn thường hay nói là ui em là cục nợ của đời anh mà, có làm sao đâu. Ôi có gì đâu, chú trải qua đắng cay ngọt bùi trên dưới cả trăm cô rồi nên là chú cứ thấy bình thường mà. Có làm sao đâu. Cái chuyện này bình thường mà. Không, nói thế thôi chứ thật ra thì chú đã yêu ai bao giờ đâu. Mày đừng có mồm điêu đi. Anh nói với bé Ngọc thế này chứ, là từ bé đến giờ anh đã yêu ai bao giờ đâu. Anh đang còn kiểu tâm hồn ngây thơ á. Thật đấy. Đây là một cái hành động không nghĩ dành cho chú. Hả? Gì cơ? Ơ, mạng lag này. Điều kiểu gì? Đang cái đoạn hay mạng lag. Chơi game mày gái em ping 999. Fuck man. Hiểu. Ngọc ơi, kiểu mạng chỗ chú nó bị sida ấy. Cứ lúc chơi đang hay, đang đến đoạn gay gấn thì nó mạng nó lại mạng 999 cộng. Ôi ôi. Đau đầu luôn.